Xin chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay mình sẽ gói bánh ú lá tre nha các bạn, nhưng đậu xanh. Mình mời các bạn cùng đi hái lá tre với mình nha. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài vườn mình hái lá tre nha các bạn. Giờ mình đi lại đây mình hái lá tre nha các bạn. Cái lá tre này rất là bự luôn các bạn. Mình hái như đây được rồi. Bây giờ mình đi vô để mà mình gói bánh nha các bạn. Tre nha các bạn. Mình lật nó ra từ lá vậy nè. Đó. Bây giờ mình lật nó ra lá vậy nè để mà mình gói. Mình đi rửa mình gói. Các bạn ơi, bây giờ mình đã chuẩn bị các nguyên liệu xong hết rồi nè các bạn. Đó. Này là dừa nha các bạn. Còn cái này là đậu xanh nha các bạn. Đây là nếp nha các bạn. Đó. Còn đây là lá tre nè. Bây giờ mình sẽ đi vô mình xào nếp với lại dừa nha các bạn. Thì mình sẽ đi vô mình xào. Mình sẽ nấu nước cốt dừa nha các bạn. Bây giờ mình bỏ vô ở đây là một miếng muối nha các bạn. Để vô đó một miếng muối. Mình sẽ nấu nước cốt dừa chút nữa cho nó bồng con xong rồi mình mới thả nếp vô nha các bạn. Bây giờ nước dừa của mình đã được rồi nha các bạn. Bây giờ mình bỏ nếp vô. Nếp này á, là nó đã thơm rồi các bạn. Mà mình bỏ mình thắng với lại nước cốt dừa này nữa nè các bạn. Rất là thơm luôn. Thơm á. Mình xào. Đến giai đoạn này là mình hạ lửa rất là nhỏ xuống luôn nha các bạn. Nó dẻo rồi nè. Đó. Bây giờ mình hạ lửa rất là nhỏ xuống luôn. Mình xào nó một hồi. Nó hơi khô khô rồi mình phải tắt bếp. Mình tắt lửa thiệt là nhỏ rồi đó. Nếp của mình giờ nó khô gì là vừa nha các bạn. Giờ mình tắt bếp rồi mình đi ra mình gói nha các bạn. Bây giờ mình bắt bếp lên để mà mình thắng dầu nha các bạn. Mình thắng miếng mỡ hành, dầu hành đó để mình bỏ vô trong đậu xanh. Dầu của mình được rồi các bạn, giờ mình đổ hành vô. Rồi mình tắt bếp được rồi các bạn. Giờ mình sẽ để miếng đường vô nha các bạn. Muối ở một miếng này muối nè,
các bạn. Giờ mình bỏ nếp vô nha các bạn. Bỏ vô miếng nếp thôi. Bỏ miếng đậu vô nữa. Rồi bỏ thêm miếng nếp vô nữa nha các bạn. Xong. Rửa thôi các bạn ơi. Rồi mình đã gói xong một cái bánh này nha các bạn. Nè cái này tại vì mình thích để gì nha các bạn. Nếu các bạn không thích thì cứ cắt cái chỗ này nha. Nó đã ra được cái bánh ú. Bây giờ nước đã sôi rồi nha các bạn. Bây giờ mình thả bánh vô nha. Mình thả bánh vô để mình hấp nó. Mình nấu nó trên chín. Bây giờ mình cũng đã làm xong cái bánh bánh ú lá tre rồi nha các bạn. Nè các bạn thấy không? Đó. Mình đã gói xong rồi nè các bạn. Đó. Mình gói được 18 cái đó các bạn. Nè. Thương lắm các bạn. Đó. Yeah. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn chung với mình nha. Giờ mình gỡ cái bánh này ra nha các bạn. Mình gỡ cái bánh này ra mình ăn nha. Cái bánh này mình gói cũng vừa vừa nè. Gói nó cũng nhỏ nhỏ nè. Thấy thương lắm. Mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Ngon lắm các bạn ơi. Đó, thấy chưa? Nếp trắng lắm các bạn. Mình xào với dừa các bạn. Cho nên mình gỡ cái bánh ra nó thơm á. Thì là ngon luôn các bạn. Mình mời các bạn cùng ăn nha. Cái nước dừa các bạn nó béo. Mình dằn thêm một miếng muối nữa. Cho nên nó hơi mặn chút xíu thôi các bạn. Còn đậu xanh á, hồi nãy mình có để vô miếng hành phi á, cái nghe nó thơm lắm các bạn. Hành phi với lại nãy mình có để vô miếng muối đó, trong đậu xanh á, cho nên nó ngon á. Vừa ăn lắm các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Mình mời các bạn cùng ăn nữa nha. Vừa ăn ngon, đậu xanh béo béo. Mà nếp này là nếp dẻo đó các bạn. Nếp này á, mình mua cái loại nếp ngon đó các bạn. Nó dẻo lắm.
Cái này thì nó hơi bự hơn cái hồi nãy. Mà nếp nó nhìn dễ thương luôn á. Lên cái bánh trắng tươi nè các bạn. Ăn ngon lắm. Dẻo ngon. Mà nãy mình xào dừa đó các bạn, mình gỡ ra nè các bạn thấy không? Nó không có dính, nó chóc lóc, nó chóc lóc à, mà nó lại béo, nó thơm, nó ngon lắm. Mình mời các bạn cùng ăn nữa nha. Rất là vừa ăn, rất là ngon các bạn. Ngon lắm. Ăn ngon thiệt. Ăn ngon ghê luôn các bạn. Đậu xanh nó bột bột mà nó béo béo. Cái đậu xanh nó vừa ăn ngon lắm. Còn nếp thì nó dẻo. Nếp này dẻo nó ngon ghê luôn. Mình mua loại nếp ngon á. Mình thích né cọc chùm chùm vậy nè. Nhìn dễ thương ghê luôn các bạn. Mỗi một chùm gì là 5 cái này các bạn. 3 chùm với lại 3 cái lẻ. Thôi video đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye các bạn nha.